xin vui mừng chào đón quý vị khán giả yêu bóng chuyền trên khắp đất nước. Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, giải bóng chuyền AVC Challenge Cup 2024 đã chính thức khép lại bằng một trận chung kết hấp dẫn giữa nhà đương kim vô địch, các cô gái trẻ Việt Nam và đội tuyển Kazakhstan. Kính thưa quý vị, tối 29/5, nhà thi đấu chính tại Manila, Philippines, không còn chỗ trống khi tất cả khán giả cùng những đội bóng góp mặt đều hiện diện nhằm theo dõi cuộc so tài chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và nữ Kazakhstan. Đây là lần thứ hai trong giải bóng chuyền nữ quốc tế AVC Challenge Cup 2024, hai đội bóng gặp nhau. Ở vòng bảng, chúng ta đã thắng đối thủ 3-1. Tại chung kết lần này, huấn luyện viên Rishat, Kazakhstan, tỏ rõ quyết tâm phải có chiến thắng trước người đồng nghiệp là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Việt Nam, nhằm có ngôi vô địch cao nhất. Dẫu thế, cầu thủ Kazakhstan và huấn luyện viên Rishat vẫn không thể thành công. Dựa vào ưu việt của các cầu thủ có tầm cao, đội nữ Kazakhstan tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất, mà ở đó hai mũi tấn công chủ lực tiếp tục là Anakula và Nikolay. Họ được cầu thủ thuyền hai Kuzhenstova là người giữ vai trò ngòi nổ, điều phối bóng chiến thuật thi đấu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã từng đánh bại đối thủ 3-1 ở vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tràn đầy tự tin khi tái đấu Kazakhstan trong trận chung kết. Đối thủ Trung Á nổi bật với chiều cao ấn tượng ở hàng chắn, nhưng Việt Nam lại được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và phong độ đỉnh cao của các ngôi sao như Bích Tuyền, Lâm Oanh và Lê Thanh Thúy. Hai đội đã khởi đầu trận đấu khá cân bằng ở set 1 khi chia sẻ 10 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, một chuỗi lên điểm liên tiếp 5 điểm của đội tuyển Việt Nam đã giúp chúng ta vươn lên dẫn trước 13-7. Sau khi gọi hội ý, Kazakhstan vẫn không thể cải thiện được lối chơi của mình, để đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra khoảng cách 18-12 và sau đó là 22-14. Không khí trong nhà thi đấu trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, khi mỗi điểm số được ghi đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Với những pha tấn công mạnh mẽ và chiến thuật phòng thủ xuất sắc, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội và tinh thần thi đấu kiên cường, khẳng định vị thế của mình trong set đấu đầu tiên. Kazakhstan không chịu bỏ cuộc, họ tận dụng sự chệch choạc của hàng sau Việt Nam cùng một số pha đánh bóng rón rén của chúng ta để rút ngắn tỷ số còn 20-24. Nhưng kinh nghiệm trận mạc của Thùy Trinh đã chấm dứt set 1 cho Việt Nam khi cô có cú đánh thẳng vào người libero đối phương, ghi điểm quyết định. Khác với set 1, Kazakhstan khởi đầu set 2 rất mạnh mẽ, dẫn trước 9-5 và buộc huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải gọi hội ý. Ông quyết định thay đổi chiến thuật, sử dụng đến hai cầu thủ chuyền hai trên sân. Chiến thuật này ngay lập tức phát huy hiệu quả, giúp đội tuyển Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 9-10 trước khi bước lên dẫn 19-16. Kazakhstan liền gọi hội ý và nhanh chóng gỡ hòa với một chuỗi 3 điểm liên tiếp. Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng và đầy kịch tính, với những pha bóng nghẹt thở và chiến thuật biến hóa liên tục. Từng cú đập bóng, từng pha cứu bóng đều khiến khán giả thót tim, tạo nên một không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu. Trong thời khắc quyết định, đội tuyển Việt Nam phải chứng minh bản lĩnh và sự quyết tâm không chịu thua kém. Đội tuyển Việt Nam cũng đáp trả bằng 3 điểm nhưng đối thủ vẫn kiên cường gỡ hòa 22-22. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gọi hội ý và sau khi trở lại sân, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng phòng thủ tuyệt vời khi hai lần chặn đứng thành công các cú đánh mạnh mẽ của đối phương. Lâm Oanh sau đó khéo léo dàn xếp cho Bích Tuyền ghi điểm, khiến khán giả bùng nổ. Kazakhstan thêm một lần nữa tự làm khó mình với cú phát bóng hỏng, giúp Việt Nam ghi thêm điểm và tạo nên chuỗi lên 3 điểm liên tiếp. Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở set 2 với tỷ số 25-22 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Không khí trong nhà thi đấu trở nên cuồng nhiệt, tiếng hò reo và cổ vũ vang dội khi đội tuyển Việt Nam tiến gần hơn đến chiến thắng. Trước tình thế không còn gì để mất, set 3 trở thành một cuộc bám đuổi điểm số cực kỳ giằng co giữa hai đội. Kazakhstan bắt đầu chiếm ưu thế ở nửa sau của set đấu, dẫn trước 20-16 sau khi hàng chắn của họ liên tục bắt bài thành công các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này, không chỉ Bích Tuyền mà cả hàng chắn của Việt Nam đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng. 4 lần chắn bóng ăn điểm liên tiếp đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra một chuỗi ghi 6 điểm, dẫn ngược lại 22-20. Kazakhstan vẫn không bỏ cuộc, họ kiên cường rút ngắn tỷ số còn 22-24 khi đến gần thất bại. Nhưng ở điểm tiếp theo, hàng chắn Việt Nam lại một lần nữa bắt bài thành công, khiến tay đập của Kazakhstan đánh không qua lưới. Tỷ số 25-22 trong set 3 đã khép lại trận đấu và đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AVC Challenge Cup. Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam còn thâu tóm 3 danh hiệu cá nhân quan trọng. Lê Thanh Thúy được vinh danh là phụ công xuất sắc nhất, Nguyễn Khánh đang đoạt giải libero xuất sắc nhất và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Bích Tuyền, nối tiếp thành công của đàn chị Trần Thị Thanh Thúy từ năm ngoái. Khán giả không thể kìm nén sự phấn khích
khi những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu. Chiến thắng này không chỉ là một minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng của các cô gái Việt Nam, mà còn là niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ và cả nền bóng chuyền nước nhà. Trận đấu khép lại trong không khí vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc và những cái ôm chặt đầy cảm xúc, kết thúc một giải đấu đầy kịch tính và cảm xúc mãnh liệt. Với chức vô địch đầy thuyết phục này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự giải FIVB Volleyball Women's Challenger Cup với tư cách đại diện của châu Á. Đây là một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các cô gái vàng của chúng ta thể hiện tài năng và bản lĩnh trên đấu trường quốc tế. Không lâu sau niềm vui chiến thắng, các nữ cầu thủ sẽ trở lại Manila, Philippines để tham dự giải đấu 8 đội, bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 tới. Khán giả cả nước đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của đội tuyển, kỳ vọng vào những pha bóng mãn nhãn và những chiến thắng vang dội. Giải đấu sắp tới không chỉ là thách thức mới mà còn là cơ hội để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng chuyền thế giới, nối tiếp những thành công đã đạt được và viết tiếp câu chuyện tự hào cho thể thao Việt Nam. Khí thế hừng hực và tinh thần quyết tâm đang lan tỏa, hứa hẹn những trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc trong hành trình chinh phục đỉnh cao mới. Thông tin tiếp theo ngay sau khi giành chức vô địch, Thanh Thúy, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ tại Philippines. Tối ngày 29 tháng 5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0, 25-20, 25-22, 25-22 trước Kazakhstan ở trận chung kết giải AVC Challenge Cup 2024. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành chức vô địch của giải đấu năm nay. Trong trận đấu cuối cùng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục không ra sân. Như vậy, trong suốt giải đấu lần này, chủ công sinh năm 1997 đã không thi đấu một phút nào. Tuy nhiên, sự hiện diện và tinh thần lãnh đạo của Thanh Thúy vẫn luôn là nguồn động viên to lớn cho toàn đội. Sau trận chung kết, Thanh Thúy chia sẻ, Kazakhstan là một đối thủ rất khó chịu mà chúng tôi phải vượt qua. Trong set thứ hai, đối phương có rất nhiều pha đánh chặn tốt để cản những đòn tấn công của Việt Nam. Toàn đội đã gặp nhiều khó khăn nhưng sau cùng tất cả đã chiến đấu cùng nhau. Tôi cảm thấy rất tự hào về đội tuyển của mình. Tôi rất cảm ơn những người hâm mộ ở Philippines. Các bạn làm chiến thắng của chúng tôi tại đây trở nên đáng nhớ hơn. Tôi mong sẽ sớm được gặp lại các bạn. Khép lại giải đấu, các cầu thủ Việt Nam đã mang về những danh hiệu cá nhân danh giá. Với màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt từ đầu giải, cây ghi điểm chủ lực đưa Việt Nam lên ngôi vô địch, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đã giành danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải AVC Challenge Cup 2024. Danh hiệu Libero xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Khánh Đan, trong khi Lê Thanh Thúy giành danh hiệu phụ công xuất sắc nhất. Cả ba cầu thủ Bích Tuyền, Khánh Đan và Lê Thanh Thúy đều góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu lần này. Không chỉ dừng lại ở những danh hiệu cá nhân, chức vô địch AVC Challenge Cup 2024 còn mang lại cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tấm vé quý giá tham dự FIVB Volleyball Women's Challenger Cup 2024. Đây là cơ hội để đội tuyển chứng minh tài năng và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Giải FIVB Volleyball Women's Challenger Cup 2024 cũng sẽ diễn ra tại Philippines, bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Các cô gái vàng của chúng ta sẽ trở lại Manila với tâm thế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và viết tiếp câu chuyện vinh quang cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong suốt hành trình chinh phục giải đấu này, tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự hỗ trợ từ người hâm mộ đã trở thành nguồn động lực to lớn. Khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn tại Philippines đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, giúp họ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Trận đấu chung kết đầy cảm xúc và kịch tính đã kết thúc, nhưng niềm tự hào và lòng tự tôn của đội tuyển Việt Nam sẽ còn mãi. Hành trình tiếp theo đang chờ đợi, với những trận đấu hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc và sự phấn khích cho người hâm mộ.